do giá iPhone quá đắt, iPhone mới chuẩn bị ra mắt trong tháng này. Kỳ vọng đang được đẩy lên cao nhưng doanh số có thể thấp hơn mong đợi, giá bán là nguyên nhân bao trùm tất cả. Hoa nhận định, khảo sát của Hoa cho thấy 28% người dùng có dự định mua iPhone mới. Vấn đề ở chỗ, cứ 10 người thì chỉ có một người cho rằng giá iPhone hợp lý. 94% tin rằng giá smartphone đang quá đắt đỏ. Tại Mỹ, iPhone mới nhất hiện nay có giá 749 đô la Mỹ, bản cao nhất chạm mốc 1449 đô la Mỹ trở ngại này khiến 47% người được hỏi nói rằng họ sẽ không mua iPhone mới khi đã vượt mốc 1.000 đô la Mỹ. Giá iPhone mới đương nhiên sẽ không bao giờ thấp hơn bản hiện tại. Apple sẽ không coi 1.000 đô la Mỹ là mốc cần cân nhắc mà chỉ xem đó là mức giá vốn dĩ phải thế. Theo Waletuth, 38% người được hỏi quyết định mua smartphone mới dựa vào giá, chỉ 24% dựa vào tính năng, 18% sẵn sàng trả 1.000 đô la Mỹ cho chiếc điện thoại mới, chỉ 2% sẵn sàng trả trên 2.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên 4 người trong số 10 người nói rằng họ sẵn sàng trả thêm 200 đô la Mỹ cho iPhone mới thay vì mua Android Nói chung đa số iPhone sẵn sàng móc hầu bao trả thêm nhưng trong trường mực